Hai nha, chào mọi người nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của mình là từ từ nước phố đây, rất vui gặp mọi người. Chúc anh em phút giây thoải mái và thư giãn xem clip mình, anh em đừng quên để lại cho mình một like và share theo thích hơn thì nhớ ấn đăng ký kênh, nút đăng ký ngay góc trái mình lên này. Anh em ấn ngay cái chữ đăng ký á, và bật cái chuông thông báo lên là nhận được cả video mới nhất và sắp tới của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Trước khi bắt đầu video hôm nay thì chúc anh em một buổi trưa vui vẻ, một người một buổi tối vui vẻ, ăn cơm miệng và xem video mình cách vui vẻ thoải mái nhất nhá. Cảm ơn bạn rất nhiều. Ngoài ra thì anh em đã qua Poké Chiến chơi chưa? Nếu chưa thì ghé xuống link shop mình nó làm ngay phần mô tả đây, anh em kích vào phần mô tả và cái qua link shop mình, nghĩ được con hàng nào thì IB Facebook tiếp trên link shop, hoặc là có thể nhắn tin được cái Facebook với mình để anh em giao dịch luôn. Ngoài ra anh em cũng nhu cầu mua và bán thì liên hệ Facebook mình, thì Facebook mình có để ở phần mô tả đó, anh em kích vào và nhắn tin cho mình. Facebook mình là Trang Hiếu đó, và nếu anh em cần thiết thì có thể gọi trực tiếp gọi điện thoại video các phone với mình để chính xem là có đúng là chủ à không, chủ kênh không đó, để tránh trường hợp anh em kêu lừa đảo. Ok đó, thì khi em trong trường hợp mà bị lừa đảo gì thì gọi điện á, mình thì nó cũng sẵn sàng mình nghe, chứ mà như mình mấy kênh khác là riêng kênh mình thì mình sẵn sàng nghe điện của anh em khi gọi các video phone để chứng minh rằng mình là đúng chủ kênh. Đấy, ngoài ra thì cũng sắp Tết rồi anh em, kênh sắp đạt được 7.000 người đăng ký rồi. Ở 7.000 này thì mình sẽ có một cái event tặng hàng cho anh em, một con hàng top 10 không gọi quên đúng rồi, nhưng top 10 luôn, 10 triệu đồng ý kiến với một bạn chủ hàng mới cho đó, thì anh em cố gắng chia sẻ câu gọi cho mình nhá. Kênh giờ đạt được 6.700 hay sao ấy, 700 bao nhiêu đó, còn có hơn 200 người thôi. Anh em kêu gọi mình sớm đạt được 7.000 và lên được 10.000 người đăng ký nhá. Ước mơ nhỏ nhoi, sắp Tết rồi anh em, mỗi người lì xì cho mình một súp nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Ok, trở về video tối nay thì mình sẽ ở video tối nay thì mình sẽ ở đến một con hạc ở server hoàn toàn mới anh em, 704. Đây một con hạc, con hạc này VIP 0 nha mọi người nhá. Đây là bạn chủ hạc nạp sẵn chứ không phải là mình nạp, thì bạn ấy lại vừa gửi nốt cho mình làm nốt. Đây đây bạn chủ hạc có nạp 1k8 kim cương anh em, đây vừa mới nạp luôn, 1k8 kim cương. Vẫn nhận cái x2 đây anh em, 1k8 kim cương x2 lên ha, được con hàng này lúc sáng ấy, mới đưa cho bạn này thì cũng 14k kim cương thôi. Mong này làm là có 1k8, 1k8 thì gọi 3k2 là cùng, mà sao đây được 23 kim cương, giỏi vậy ta. Ăn sự kiện ăn cái gì mà gắt nhầy. Tôi chả biết nạp nhà mà nói chung là nạp có 1k8 kim cương mà nhận được khá là nhiều. Để tí mình nhắn tin hỏi bạn cho coi, ok thì bạn cũng chưa nhận quà, nhận cáp gì hết. Thì hôm nay bạn đi bảo mình là vào đây thấy với mình bảo sáng làm cái video cáo vàng thì bảo là mình anh vào quay cáo vàng này. Ở đâu X10 thì hôm nay bét bạn ấy không thích, bạn ấy kêu để hôm sau thì chắc cho mình làm cái video rút X10 cũng như là đấy, khai xuân đầu năm anh em đấy, lại một phát nữa phá ring có ạc nhá. Anh em chờ video phá ring có ạc nha mọi người nhá. Ok, giờ thì mình sẽ đi lạp lốt phần còn thiếu lại ở trong thì bạn ấy mới lạp có 1k8 thôi, còn thiếu 200 kim cương nữa thì mình ăn bốc 2k anh em. Thì bạn ấy bảo lạp cạc. Bạn ấy vừa mua mình một cái cạc Mobi. Ok. Đó là một cái cạc 50. Giờ thì mình sẽ nhập má đây nha mọi người. Ok, vậy là đã nhập xong mọi người, giờ thì xác nhận thôi. Đó, đơn hàng của bạn chị lý. Thế tạm thời cái này thì anh em cứ yên tâm. Đó, mọi người có thể quay trở về trang cá nhân. Đó là quay trở về ngoài đây này, ngoài chính diện á, ngoài chính diện menu đây này. Anh em đợi một lúc thì bên game nó sẽ xử lý cái thẻ cho anh em. Sau đó sau khi xử lý xong thì nó sẽ tự động check kim cương qua cho anh em thôi. Mọi người không phải quá bình tĩnh, không phải quá nóng, nhưng mình thì đang nóng lắm rồi đấy. Hãy đợi hơi bị lâu, hơi nóng mặt đấy nha. Ok, chúng ta phải ngồi đợi lúc thôi. Cho lúc ngồi đợi thì mình sẽ đi nhận quà. Nạp đầu tiên thì nhận ở đây anh em đây, nạp đầu nhận xung quân le. Nhận thôi anh em, nó tội gì không nhận. Đó. Được cháu xung quân le nha mọi người. Ok, tiếp tục một món trang phục cộng 5, một mảnh này luôn anh em. Cái đó vẫn chưa đưa kim cương à, đau nhầy. Evan quà, quà không có gì anh em. Quà hot hôm nay nhận được 10 mảnh Atoracat với cả 20 mảnh thường. Ok, là tiền trận quà AB thì chắc chắn là sẽ nhận thẻ gộp rồi anh em, thẻ đột phá rồi anh em. Ok, đã nhận kim cương nha, 450 kim cương đã nhận rồi anh em, cả x2 luôn. Mình cả x2 nữa là được 450 kim cương, khá là ngon. Vậy là đã đạt vào được 2k kim cương rồi. Ok, giờ thì chuẩn bị đi ăn tiêu phí thôi. Đó, chỉ chờ đợi gì nữa, hôm nay x10 thì không ngon cho lắm. Ok, nhận quà VIP nào. Đầu tiên thì mình sẽ nhận quà lạp nhá. Hôm nay thì nhận được, wow, cũng ngon nha. Lạp vào 2k cũng một đống đèn bí đỏ anh em, để xem bạn này là nhiều đèn bí đỏ chưa. Quên cần gì, muốn xem đèn bí đỏ ấn vào đổi nhanh anh. 144 đèn bí đỏ rồi, khá là êm. Ok, lấy vàng luôn về nào. Rồi, vậy là lại có vàng rồi anh em. Cái quà này, Evan là báo tiêu anh em.
Ưu đãi never, quá khủng. Rồi. Cái giờ thì mình sẽ bắt đầu đi chơi bàn cá vàng rồi anh em. Đó, thứ được trông chờ nhiều nhất thì mình cũng mong sao cho quay ra nhiều kim cương cho bạn này. Dù sao cũng là lần đầu mà mong sao sẽ ra nhiều kim cương. May mắn cho bạn đi chút. May mắn cho bạn đi chút nha. Phát đầu tiên nào. 540. Ok, ở dưới chung chung nên là cũng ổn rồi anh em. Lần thứ hai thì anh em nào vào 300 kim cương thì sẽ quay được mốc đó là 1K470 đến 3K780. Ok, không biết là lần này liệu có may hơn không. Dập máy thôi. 3K. Ôi, bỏ 1K được 1K dưới rồi à. Chết giờ, lố rồi. Ok, đây là phát cuối cùng cho mọi người nha. Từ 9K8 đến 25K kim cương. Và phải quay đó là số kim cương bỏ ra để quay ra 7K kim cương anh em. Ok, mình sẽ cầu mong một cái điều may mắn đến với bạn chủ ạc. Ok, mong sao sẽ lổ ra một phát kim cương cực kỳ ngon cho bạn ý nào. Hàng chục nhá. Hàng chục nhá. 11K kim cương anh em. Ồ, không biết là có vừa lòng với bạn chủ ạc không, chứ với mình thì chưa vừa lòng cho lắm. Bởi vì nó từ 9K8 ít nhất phải được 16-17K thì khá là êm hơn. Không đi mát mốc cũng được, nhưng mà khó quá. Ok, vậy là cũng ngon rồi, được 28K kim cương sau 4 phát quay. Giờ thì lại ăn được full tiêu phí anh em. Đó, ăn full được tiêu phí nữa, được thêm 16 cái đạo cụ anh em. Vì sao mình nó ăn full được tiêu phí? Vì giờ bạn ấy còn chưa mua quà VIP mà, phải mua thôi, cái này nên mua. Cái này thì trước sau thì cũng phải lên mua anh em. Đó, tốt nhất là vẫn phải mua vì nó cũng không đắt, cũng không rẻ lắm. Nhưng nói chung là lên mua, đó là thật sự mình khuyên là lên mua. Ok, full tiêu phí. Rồi ngày mai mà X10 ngon ngon là bạn ấy bảo mình sẽ phá ring cho bạn con ác bạn ấy. Ok, mình cho bạn chuộc cố gắng giữ đừng có tiêu xài linh tinh là được. Giờ thì chúng ta sẽ đi tay đen tay đỏ tiếp nào mọi người. Lần này thì mình mong rằng sẽ ra được nhiều thứ ngon và tốt hơn. Ví dụ như là thẻ đột phá. Đó, giờ bạn này thì chắc cần thẻ đột phá nhiều. 1000 quả Pokemon. Ok, cũng ổn anh em. 100 thẻ gộp. Wow, 500 thẻ đột phá. Đấy, nó phải như vậy anh em. Đó, nó phải như vậy. Ô, 100 thẻ đột phá rồi à. Quần đấy nhỉ. Là 10 mảnh thường. Ok anh em, cũng khá là ok rồi. Giờ thì deal bet cho bạn ấy thôi. Đó, deal bet lên thôi. Nên được level 27 thú cưới à. Đằng nào cũng đang tiện ở đây. Thế nào, hình ảnh bét vừa mới nhận một đống mà giờ đi kích hoạt được chiến cũng tăng vi vu anh em. À, ít nhiều thì nó cũng sẽ tăng được chiến thôi. Nó không ít thì nhiều. À, con ạc này thì con ạc sẽ vào mới nha mọi người nha. Thiếu nào, kích hoạt nào. Đó, kích hoạt tiếp. Ôi giời ơi, tha hồ lực chiến. Cô này kích hoạt nhiều hơn này. Đấy, kích hoạt Deep ARM cộng Speed. Mấy cái này nhớ anh em mà mình đã kích hoạt để nó tăng thì nó tăng chỉ số đơn lẻ anh em. Nó cộng build dần cho dàn bet tất cả bet cho anh em luôn. Cái này nó cộng toàn bộ bet nhá, chứ không phải cộng đơn thể cháu nào hết. Con này thì nó cộng, cái này nó cộng cho tất cả bet của mọi người luôn. Ok, mình sẽ nâng cấp lên và sau đó làm một vài thứ cho bạn trụ ạc luôn. Như là deal sub team. Nói chung thì con ạc này thì nó cũng đã có team hồn sẵn rồi anh em. Đó, giờ thì chỉ đợi X10 cái con nào nó em mà trùng hợp team á, thì về rút về thôi. Như Nuala hoặc là Ma Sắp Đâu kiểu mấy cháu đấy cũng được. Hoặc là dòng họ anh em nhà Tabu. Ừ. Nó trà tăng à. Nó trà ngon. Ngon. Ok, bây giờ mình sẽ điểm qua bet ra cho anh em. Đây level 74, VIP 4 anh em, hiện đang đứng top 15 server với tổng lượt chiến 1.6 triệu. Ok, giờ thì mình sẽ nâng cấp qua cho cháu PR nha. Phụ kiện nào ghép nào, có món gì đây. Ok, một cái giọt nước cộng 6, một cái móng rồng cộng mấy? Cộng 4, cộng 5, cộng 6. Ok, một cái móng rồng cộng 6 luôn. Ở đây có một cái cộng 6 là đang mang cháu nào đây. Ai chà, cũng biết chơi chứ, nhìn thấy con này là biết chơi rồi anh em. Tăng ghép luôn cho đến cộng 7 đi. Chần chừ gì nữa. Một cái móng, ok, không còn ăn nữa à. Giọt nước cũng 6, ok. Giờ thì mình sẽ mang cái phụ kiện này cho con PR Gatalia anh em. Đây này, đó.
Ở cửa hàng này thì phụ kiện cũng vẫn còn đây anh em có thể thấy. Món này đang gì anh? Sẽ tăng đam thế này. Mật tẩy chưa ta? Hình như chưa tầm này chưa mật tẩy mọi người nhá. 75 thì bắt đầu nó mới mật tẩy kim cương cho mọi người. Cây đây chưa có mật tẩy nhưng anh em nhá. Để xem con này gần chưa đây mình sẽ làm cho lên cấp. Ô oh, con này còn được 1k điểm đi xem nó mới lên cấp rồi anh em. 1k thì chắc hơi khó nhỉ. 1k thì hơi khó đó. Ok để mình xem là có đủ 1k không. Đủ 1k mình cho lên cấp luôn để cho anh em thấy luôn là khó nhè, 1k việc khó đấy. 300 thể lực rồi. Mèo vàng một phát. Ok huấn luyện nào. Đằng nào cũng đến lúc phải lên huấn luyện. Mình sẽ đi quét qua nào. Ok, chắc là đủ để lên never anh em. Mình sẽ cho lên never luôn để cho anh em xem. Đó, mình sẽ đưa cho nó lên never 75 luôn để xem nó có tẩy không. Hay là lên never 80 nhá. Thì nhiều anh em cũng hay hỏi mình cái này. Mình cũng không hay để ý lắm. Thật sự mình cày qua rồi nhưng nhiều khi cũng không nhớ. Nên là nhiều khi anh em comment thì để mấy bạn trong kênh trả lời. Chứ thật sự là mình cũng hay nhớ lắm anh em. Đó, team PR ở đây. Rồi ok đã lên 75 nha anh em nha. Đó, vậy là đã lên được level 75 rồi. Đấy, con nạc này giờ thì điêu cháu Acer lên à. Đây ok đã lên level 75 anh em. Cũng đã mở huấn luyện viện trợ bét anh em. Đây con Acer này. Acer này nuôi lên sau rút x10 nữa thêm bét nữa về chơi là ngon rồi. Acer cho có miếng truyền hệ không? Sau kiếm miếng truyền hệ cho cháu nó. Giờ thì mình sẽ đi vấn đề đó là đi tăng cấp. Mình sẽ đi tẩy xem nào. Có chưa? Vẫn chưa. Vậy không phải. Chắc này vào 95 mới mở được anh em. 95 thì mới mở tẩy. Còn đâu bây giờ như này thì anh em phải mở bỏ một phụ kiện ngang cấp này. Có lẽ anh em muốn tẩy bộ tối cao anh em phải bỏ một tối cao nhẹ phí lắm. Đừng có bỏ nha. Ok. Cái này thì chắc đợi ngày mai khi có sự kiện rút bét ngon. Mình sẽ làm cái video up 10 cho bạn đấy thôi. Thì con ạc nó mới trở lên phong phú và đẹp đẽ hơn. Còn đâu video này thì chắc mình cũng kết thúc thôi. Hẹn gặp bạn ở video tiếp theo. Anh em đừng quên like và share. Nhớ subscribe kênh nha mọi người nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình rất nhiều và anh em đừng quên để lại cho mình một subscribe, một sub nhá. Nhớ sub kênh anh em nhá, nhớ share nữa nhá. Và nhớ để xem video đồ bộ qua quảng cáo. Cảm ơn. Bye bye. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo.